Vâng, rất nhiều vi khuẩn gây bệnh cho con người vẫn đang lây lan mạnh và trên internet thì một loại vi khuẩn cũng đang lây lan và khiến chúng ta rất là hoang mang mà không biết đâu là sự thật đó chính là tin giả nó vẫn có đất sống và khi mà khẩu vị về thông tin của chúng ta vẫn còn đang hướng tới những loại tin giật gân độc lạ dùng mình thì rõ ràng là tin giả nó vẫn đang gây hại cho chúng ta và lần này thì tin giả đang tấn công vào một nhóm là thông tin y tế liên quan đến bệnh động mùa khỉ và trong bối cảnh thời gian gần đây xuất hiện hàng trăm ca mắc động mùa khỉ tại các nước mà căn bệnh này không phải bệnh đặc hữu thì tin giả cũng đang làm sai lệch sự thật. Mới đây hãng tin AFP đã nêu ra ba thuyết âm mưu phổ biến kể từ khi thế giới ghi nhận các ca mắc bệnh đậu mùa khỉ bên ngoài khu vực Tây và Trung Phi. Theo AFP, nhiều bài đăng trên các mạng xã hội gần đây cho rằng đậu mùa khỉ là tác dụng phụ của vaccine COVID-19 của hãng dược phẩm AstraZeneca. Tuyên bố này liên quan đến thực tế rằng vaccine AstraZeneca sử dụng vector adenovirus của tinh tinh. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cho rằng lập luận này không có cơ sở thực tế. Bên cạnh đó, có nhiều tài khoản đưa tin cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm FDA Mỹ gần đây đã phê duyệt một loại vaccine mới của hãng dược phẩm Pfizer có khả năng ngừa bệnh đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, thông tin này hoàn toàn sai. Vaccine duy nhất có thể phòng bệnh đậu mùa khỉ ở Mỹ được FDA phê duyệt vào năm 2019 và Pfizer không phải là hãng dược phẩm sản xuất vaccine này. Các bài đăng trên mạng xã hội đã chia sẻ hình ảnh một bài báo của hãng tin CTV News của Canada cho biết 95% số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ được nhà chức trách Canada điều tra trên thực tế mắc bệnh zona Tuy nhiên, ông Rob Duffy, giám đốc truyền thông của Bell Media, công ty mẹ của CTV News khẳng định, hãng tin này chưa bao giờ đăng thông tin như vậy và hình ảnh chụp màn hình không phải là bài báo của CTV News.